Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin chuyên đề của tạp chí Cao su Việt Nam. Như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra trong 2 tuần qua. Tập đoàn công nghiệp Cao su là doanh nghiệp nhà nước tiên phong đầu tư sang Campuchia và có hiệu quả cao, đó là nhận định của ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tại buổi làm việc với các công ty cao su trực thuộc VRG tại Vương quốc Campuchia vào ngày 9 tháng 11. Hiện nay diện tích vườn cây khai thác của các công ty là 85.281 ha, sản lượng khai thác 9 tháng đầu năm đạt trên 85.781 tấn, tiêu thụ trên 95.450 tấn, doanh thu đạt 125 triệu đô la Mỹ. Đảm bảo đời sống việc làm và các chế độ chính sách cho 17.396 lao động, trong đó người Việt Nam là 1.725 người, với mức lương bình quân đạt từ 250 đến 400 đô la Mỹ một người một tháng. Các dự án tại nước ngoài góp phần gia tăng năng lực sản xuất cao su thiên nhiên của tập đoàn trong bối cảnh diện tích phù hợp cho phát triển cây cao su tại Việt Nam đang có xu hướng giảm dần gần đây. Tổng sản lượng cao su khai thác năm 2023 của tập đoàn là 425.000 tấn, riêng khu vực Campuchia đóng góp 132.000 tấn, chiếm 32% tổng sản lượng khai thác toàn tập đoàn. Các công ty đã thực hiện rất tốt chủ trương của hai chính phủ Việt Nam và Campuchia trong việc phát triển 100.000 hecta cao su tại Campuchia, làm rất tốt việc sản xuất kinh doanh gắn với an sinh xã hội tại địa phương, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Trước đó, buổi làm việc giữa đoàn công tác Ủy ban vốn với lãnh đạo VRG và các công ty cao su tại Lào, tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Đỗ Hữu Huy cũng nhận định các dự án cao su của VRG tại Lào có chiều hướng tăng trưởng tốt và ổn định. 9 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng khai thác của các công ty trên 19.100 tấn, đạt 50,9% kế hoạch. Chế biến được trên 24.555 tấn, đạt 54% kế hoạch. Tổng doanh thu 790 tỷ đồng, đạt 47,4% kế hoạch, lợi nhuận gần 130 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch năm. Nhiều kết quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp với phát triển kinh tế xã hội được đánh giá cao tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa VRG và quân khu 5 diễn ra ngày 13 tháng 11 tại Đà Nẵng. Trong những năm qua, việc hợp tác thực hiện quy chế phối hợp giữa VRG và quân khu 5 được tiến hành liên tục, toàn diện, đúng chủ trương, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu đã phối hợp với các công ty cao su trên địa bàn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và công nhân, người lao động về chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước. Hàng năm, các công ty cao su đã phối hợp với cơ quan quân sự các cấp của quân khu 5 làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, với tổng số 38 lần và hơn 844 lượt người tham gia. Hai bên cũng làm tốt công tác dân vận, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ các buôn làng làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Phát huy thành quả đã đạt được, VRG và quân khu 5 tiếp tục ký kết hợp tác quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028. Trong giai đoạn này, quân khu 5 và các đơn vị cao su tiếp tục củng cố những kết quả đạt được, đồng thời phát huy, tăng cường hợp tác trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, 4 công ty trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm cao su Chư Prong, Chư Sê, Chư Pa, Mang Y An đã tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp và thi đua khen thưởng giữa 4 công ty và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Điểm nhấn trong thực hiện quy chế phối hợp giữa hai bên là triển khai có hiệu quả công tác giáo dục an ninh quốc phòng, làm tốt công tác dân vận, kết nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ chi phí xây dựng cơ sở, hỗ trợ quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ từ thiện, quy chế phối hợp với công an tỉnh, huyện với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hỗ trợ xây dựng đường giao thông, nhà tình thương, phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục vấn đề hôm nay, tạp chí Cao su Việt Nam xin giới thiệu chuyên đề sự thay đổi của các làng có người dân tộc thiểu số làm công nhân cao su tại Tây Nguyên. Như chúng ta đã biết, phần lớn người dân trên địa bàn Tây Nguyên là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống khó khăn. Việc giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống luôn được lãnh đạo chính quyền các cấp cũng như doanh nghiệp quan tâm và hỗ trợ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự chúng tôi thực hiện tại nông trường An Biên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Rông. Thì anh Na vào cao su là năm bao nhiêu, ở đến này được bao nhiêu năm rồi? Từ giờ tới nay là 4 năm rồi. À dạ, lúc trước đó thì mình có làm những cái công việc gì khác ở ngoài cao su không? Việc khác thì hôm bữa đi trong khoai lang bên Đắk Đoa. Thì anh có so sánh gì những cái công việc trước đây mình làm á với làm ở trong cao su thì anh thấy có sự khác biệt gì không? Vào bên cao su thì công việc nó cũng hay phức tạp một tí, nhưng mà do bên công ty thì nó cũng hỗ trợ thêm. Từ đầu năm thì công ty đã hỗ trợ cho được mắm rồi, cạo rồi, ô mô rồi, giặt đồ rồi, các thứ. Và đã làm cho công nhân một cái nhà nữa. Rồi lúc vào làm cạo cao su thì mình mua được một cái xe và thu nhập nó cũng tốt hơn với mình làm một công việc ở nhà. Mình đi cạo xong thì tới giờ mình nghỉ buổi chiều thì đi qua sân bóng đi đánh bóng chuyền, có lúc thì có đá bóng. Vâng, những cụm từ như thu nhập ổn định, tôi thường xuyên được thăm khám sức khỏe định kỳ, tôi sẽ gắn bó lâu dài với công ty là những câu chúng tôi được nghe nhiều nhất khi tiếp xúc với người lao động tại nông trường An Biên. Để hiểu rõ hơn, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Võ Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Rông. Chào ông. Thưa ông, để những người lao động là dân tộc thiểu số có những tác phong làm việc tích cực như hiện nay thì công ty đã thực hiện những giải pháp gì ạ? Cái việc đầu tiên công ty là và để mà ổn định được cái giá thành ấy thì công ty phải là rà soát lại các cái chi phí để giảm cái chi phí sản xuất, ổn định giá thành sản phẩm, cắt giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên thì đối với công ty là việc đầu tiên là cắt giảm gì, nhưng mà phải ưu tiên thứ nhất tối đa là cho người lao động là cái đơn giá tiền lương. Với cái lực lượng lao động, cái nguồn lao động cũng không phải là dồi dào, thiếu hụt lao động là có, thì cái mức thu nhập tiền lương phải là được ưu tiên hàng đầu. Thì công ty cắt giảm tất cả các cái chi phí khác trong sản xuất về hạ tầng cơ sở sửa chữa rồi tất cả các trang thiết bị về sản xuất, nhưng mà cái tiền lương công ty vẫn đáp ứng được cái mức rất là tốt. Hiện tại công ty năm 2023, công ty mặc dù giá bán xuống rất là thấp như thế, có 31 triệu thôi, nhưng mà công ty vẫn duy trì được cái mức đơn giá tiền lương ấy là trả trực tiếp cho người lao động là 11,5 triệu đồng trên một tấn. Trong cái điều kiện như vậy, giá bán như thế nhưng mà công ty vẫn duy trì được cái đơn giá tiền lương, đây là công nhân tự thấy được là cái sự cố gắng của công ty, ghi nhận cái sự và chia sẻ cái khó khăn đối với công ty trong giai đoạn này là cái đơn giá tiền lương là vẫn duy trì được. Công nhân rất là mừng, thì đây là cũng là cái sự nỗ lực để mà một cái động thái mà giữ chân được người lao động.
hai nữa là để mà ổn định được cái thu nhập mà như công nhân đã mà dài hạn lâu dài với công nhân thì ngoài cái đơn giá ra thì chưa đủ duy trì đơn giá, nhưng mà phải nâng cao được cái năng suất lao động. Đây là một cái giải pháp. Năng suất lao động công ty đã từng bước được nâng lên từ 3 tấn rưỡi 4 tấn những năm trước đây thì đã nâng được lên được khoảng hơn 7 tấn. Liên quan đến định mức lao động thì phải biên tinh giảm bớt cái lực lượng lao động, giảm và bố trí phần cây hợp lý để mà nâng cao được năng suất lao động. Đây là những cái để mà tăng thu nhập thì là ngoài cái đơn giá rồi, nhưng mà phải là nâng cao được cái năng suất. Công ty ngoài cái tiền lương ra còn cái tiền thưởng, các cái chế độ tiền thưởng, thưởng sản phẩm vượt, thưởng nóng hàng tháng công ty cũng trích ra để thưởng nóng động viên công nhân, động viên đội. Còn là cuối năm thì thưởng sản phẩm vượt, có nghĩa là lương lũy tiến, công ty gọi là lương lũy tiến. Thì cái số lượng này hàng năm thì cái thưởng như năm ngoái 22 thì công ty vượt 8800 tấn. Đấy thì cái tổng sản phẩm cái tiền thưởng sản phẩm vượt này cũng khoảng gần sắp xỉ 6 tỷ. Tổng tất cả khoản thưởng thì khoảng 12 triệu một người, đấy là thu nhập. Về tiền lương, tiền thưởng, ngoài ra thì công ty còn thực hiện tốt các cái chế độ chính sách đối với người lao động. Các loại bảo hiểm như xã hội này, rồi y tế, bảo hiểm y tế, rồi bảo hiểm thất nghiệp, công ty thực hiện rất là đầy đủ. Đấy thì rồi lương ốm đau thai sản nữa, công nhân thì được khám sức khỏe định kỳ rồi là hưởng chế độ ốm đau thai sản rất là cao. Đấy là những cái mà công nhân thấy được, kể cả là công ty đảm bảo được cái chế độ về phòng hộ lao động này, rồi là bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, rồi ăn tiền ăn giữa ca. Thì đấy là những cái yếu tố mà tôi cho rằng là ngoài cái đó là về vật chất, về đời sống vật chất, còn tinh thần thì công ty cũng phải tạo những cái không khí làm việc, rồi phong trào thi đua động sản xuất. Ngoài các cái phong trào đó thì phong trào về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Thì đấy là những cái mà cho thấy rằng là trong cái thời điểm mà khó khăn như thế mà công nhân vẫn đồng hành với công ty, vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo công ty, thì công nhân thấu hiểu và đồng hành và chia sẻ và gắn bó lâu dài với công ty là trong cái thời gian vừa qua là như thế. Vừa rồi là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại thôn 2 xã Ia Hờ Lấp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những làng có tỷ lệ người lao động làm việc tại các công ty cao su cao. Và để có góc nhìn toàn cảnh hơn, tại buổi trao đổi ngày hôm nay, chúng tôi có mời ông Cáp Hoàng Việt, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Hờ Lấp và ông Bùi Di Đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê. Trước tiên xin cảm ơn hai ông đã tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay ạ. Và câu hỏi đầu tiên là xin hỏi ông Cáp Hoàng Việt là ông có thể chia sẻ về đời sống việc làm, thu nhập bình quân đầu người của xã được không ạ? Về thu nhập bình quân đầu người của xã thì hiện tại địa bàn xã là thu nhập bình quân đầu người là 46 triệu đồng cao su gia lốt, thì bình quân đầu người là khoảng 6 triệu trên người trên tháng, là tính ra là khoảng là 70 triệu trên người trên năm. So với mức bình quân thu nhập bình quân thì chung thì cao hơn cái mức bình thu nhập của người công nhân tại nông trường, thì cao hơn cái mức bình quân thu nhập bình quân chung của trên địa bàn xã. Và câu hỏi tiếp theo là xin được hỏi ông Bùi Di Đốc là xin ông chia sẻ về những cái chính sách thu hút hỗ trợ cho đời sống của người lao động công ty nói chung và cái lao động là người dân tộc thiểu số nói riêng ạ. Thì công ty khi bắt đầu đưa vô vườn cây vào khai thác vào cái giai đoạn 2 thì công ty chủ trương là chủ yếu là tuyển dụng người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì qua những năm qua thì công ty đã tuyển dụng được rất là nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
Chính vì vậy nên là công ty đã nâng cái tỷ lệ dân tộc thiểu số từ 51-52% lên là 58% vào là trong cái năm nay. Và khi tuyển dụng lao động công nhân vào làm công nhân thì chúng tôi thấy là cái đời sống của công nhân được ổn định hơn. Và ngoài ra thì công ty cũng thực hiện đầy đủ các cái chế độ chính sách như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, và là khi đau bệnh thì công nhân đều được là khám chữa bệnh, và cũng như là có cái chế độ bồi dưỡng độc hại ăn giữa ca theo đúng cái chế độ chính sách của là nhà nước quy định. Câu hỏi tiếp theo xin được hỏi ông Cáp Hoàng Việt là ông có thể cho biết sự đóng góp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thì hàng năm thì để chăm lo cho đời sống an sinh xã hội cho địa bàn xã, công ty cũng có một phần đóng góp nhất định, đó là về như thăm tặng quà các ngày lễ Tết cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. Và đối với những ngày như ngày 27 tháng 7 thì cũng có hỗ trợ kinh phí để thăm tặng quà cho người có công, người chính sách trên địa bàn xã. Còn đối với về xây dựng nông thôn mới thì trong các năm vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê cũng đã hỗ trợ để xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã và các một số công trình công cộng trên địa bàn xã. Thì đó là một số cái hỗ trợ của công ty đối với địa bàn xã trong thời gian vừa qua. Thì trong cái tình hình thực tế hiện nay thì ông có đề xuất, có kiến nghị gì đối với lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê không ạ? Thì trong thời gian tới thì cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê thu hút, có chính sách thu hút lao động, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số để làm công nhân tại công ty cao su Chư Sê để có ổn định về thu nhập, để nâng cao đời sống và giảm đi, nâng cao mức sống để giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Cái thứ hai nữa là về một số đường giao thông nông thôn, đặc biệt là trong các làng như làng Sơ, làng To, làng Bờ Long, là nơi mà có diện tích của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê, thì cũng đề nghị hỗ trợ để sửa chữa, đảm bảo thuận tiện cho giao thông đi lại trong các cái làng đó. Và cái thứ hai nữa là cũng đề nghị là hỗ trợ một số chính sách về an sinh xã hội, dạng như là hỗ trợ về xây dựng nhà ở tình nghĩa cho các hộ nghèo. Trên địa bàn xã vẫn còn khoảng cỡ 10 cái nhà tạm dục nát, thì trong đó thì cũng từ các nguồn huy động thì cũng mong công ty cao su Chư Sê cũng hỗ trợ một phần gì đó để giúp cho xã. Lãnh đạo xã thì ông Bùi Duy Đốc có giải đáp gì không? Thì về phía công ty chúng tôi cũng ghi nhận những cái kiến nghị của xã Gia Lốp, và công ty sẽ tiếp tục thực hiện cái chính sách tuyển dụng người đồng bào dân tộc thiểu số khi là vườn cây đưa vào khai thác trong cái thời gian tới. Và còn đối với lại một số những cái chính sách về an sinh xã hội, nhà máy ấm công đoàn, và là cái xây dựng những cái nhà tình nghĩa theo cái đề xuất của xã, thì chúng tôi sẽ tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thì công ty sẽ có những cái lưu ý và để là bố trí cái nguồn vốn hàng năm để thực hiện cái chung tay cùng xây dựng cái nông thôn mới trong địa bàn của xã. Đặc biệt là những cái xã mà có những cái thôn, những cái làng mà có là nhiều công nhân là người đồng bào thiểu số thì cũng xin báo như thế để cho đồng chí nắm, để rồi chúng ta cùng nhau xây dựng cho xã Gia Lốp càng ngày càng phát triển. Xin cảm ơn ông Bùi Duy Đốc và ông Cáp Hoàng Việt. Thưa quý vị và các bạn, nội dung trao đổi này đã kết thúc bản tin chuyên đề ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin chuyên đề lần sau.